Hôm nay, mùng 7 tháng 12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu chia làm 3 tổ thảo luận. Phân tích đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, những vấn đề còn hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ là những nội dung được đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận. Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu cho rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ngành, các địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì phát triển, quy mô nền kinh tế duy trì ở mức khá, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, để có những giải pháp đột phá trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, tỉnh Đắk Lắk cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác dư địa và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, cần có giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Cà phê là phải có cái tính chất đặc thù đối với sản xuất cà phê để hỗ trợ cho các công ty, gia đình, các xã đã tiếp tục giữ vững diện tích cà phê. Thì đó là cái đề nghị thứ nhất. Cái đề nghị thứ hai thì đối với một số cái cây trồng phát triển nóng thì chúng ta cũng cần có cái khuyến cáo, hướng dẫn đối với nhân dân. Báo cáo anh chỉ là sầu riêng thì hiện nay là đến cái thời điểm này là 130.000 một ký, nên khả năng phát triển các cây sầu riêng sẽ tiếp tục nó có cái xu hướng tăng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cái đề án chương trình phát triển kinh tế xã hội của vùng thành phố miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2030 thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái nghị định 5 về công tác dân tộc của thành phố thì đồng hành như vậy chúng tôi xin và cái thứ hai về thực hiện tốt cái dự án bộ về giải quyết tình trạng bất thiếu đất ở nhà ở đất sản xuất nước sinh hoạt thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 1 thì từ 2021-2025 đề nghị ủy ban nhân tỉnh cùng báo cáo đề nghị chính phủ xem xét và ban hành mức hỗ trợ đầu tư sử dụng ngân sách trung ương phù hợp với tình hình thực tế của tình hình hiện nay với một số nội dung như định mức hỗ trợ đất ở nhà ở đất sản xuất chất lượng đất sản xuất nguồn kinh phí và các quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi phù hợp với thổ nhưỡng văn hóa phong tục của địa phương v.v. để làm cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu đề xuất tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, có chính sách thu hút nhân tài ở lĩnh vực y tế và giáo dục, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng thu ngân sách. Và tôi mong rằng nếu chúng ta có giải pháp về tháo gỡ liên quan đến cái biện pháp chính sách tránh lợi của cái đề đoàn, thì xã hội của một số việc mà chúng ta có thể tham gia. Đây là một mong muốn là ủy ban nhân tỉnh thì có trách nhiệm chỉ đạo tháo gỡ sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, cần giảm bớt quy trình, thủ tục khi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp hư hỏng, cũng là những nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận trong phiên họp sáng nay. Chiều nay ngày 7 tháng 12, dưới sự chủ trì của các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Tại phiên thảo luận tập trung, lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội đã phát biểu giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực phụ trách tại phiên thảo luận tổ và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm rõ thêm một số nội dung đại biểu thảo luận liên quan đến tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý bảo vệ rừng, thu ngân sách nhà nước. Cứ nói là thu ngân sách là chúng ta thấp, nhưng mà cụ thể, địa chỉ rất là cụ thể, đó là thu biện pháp tài chính. Mà cụ thể của cái biện pháp tài chính đó là thu tiền sử dụng đất. Mà cụ thể của cái việc này á, là khối tỉnh, chứ không phải khối huyện. Khối huyện các đồng chí làm đạt. Thế thì yếu nguyên nhân ở đâu? Thì chúng ta có địa chỉ rồi, thì chúng ta phải chỉ ra và tập trung vào cái địa chỉ đó.
Thì hiện nay thì báo cáo với chủ tọa là ủy ban đầu năm sẽ họp lại cái ban chỉ đạo thu tiền sử dụng đất để chúng ta quyết liệt cái chỗ này. Bế mạc kỳ họp, đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 64.400 tỷ đồng đến 64.920 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 đến 6,8%, thu nhập bình quân đạt 68,8 triệu đến 69,3 triệu đồng một người một năm, kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước trên 8.500 tỷ đồng, chỉ số cải cách hành chính phấn đấu tăng 5 đến 7 bậc so với năm 2023. Kỳ họp thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết về quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, quy định chính sách ưu đãi, tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Số lượng cán bộ công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, vân vân. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2024, thông qua 36 nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác, tạo cơ sở pháp lý và động lực để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều hành triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2024 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua, trong đó chú trọng mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, nhất là thu biện pháp tài chính, đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, kịp thời triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để khai thông điểm nghẽn và vướng mắc cơ bản hiện nay của các hoạt động kinh tế xã hội. Huy động sử dụng hiệu quả và tập trung nguồn lực để thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân đã thông qua tại các kỳ họp. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập, xây dựng phát triển tỉnh Đắk Lắk, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực vượt khó, tiếp tục chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.